Hai, mẫu iPhone giá rẻ sẽ có tên iPhone 9, một loạt các tin đồn và dự đoán của các nhà phân tích cho biết, Apple sẽ ra mắt chiếc iPhone giá rẻ ngay đầu năm sau và rất có thể nó sẽ có tên iPhone 9. Theo Slashgear, đây sẽ là chiếc iPhone mà Apple giảm chi phí đến mức tối đa, khiến giá chiếc iPhone này có thể làm hài lòng số lượng lớn người tiêu dùng, ngay cả với những người có thu nhập thấp. Đây là chiếc iPhone bí ẩn, có thể được ra mắt không theo bất kỳ chu kỳ nào mà Apple thực hiện trước đây. Nó có thể giới thiệu tại một sự kiện bất ngờ của táo khuyết vào đầu năm 2020. Hồi đầu tháng này, iPhone giá rẻ được đồn đoán có giá thấp hơn cả iPhone 6. Chiếc iPhone này có thể không còn mang tên theo hệ thống iPhone SE như trước đây. Thay vào đó, Apple có thể chuyển sang đặt tên cho nó là iPhone 9. Thông tin từ trang Elec của Hàn Quốc cũng chia sẻ thông tin tương tự. Cũng theo trang này, LG Display sẽ cung cấp tấm nền LCD cho iPhone 9. Trước đó, iPhone SE ra mắt năm 2016 được GDI và Sáp cung ứng tấm màn hình LCD của thiết bị này. iPhone 9 giá rẻ được đồn đoán có kích thước màn hình tương tự iPhone 8, màn hình LCD 4,7 inch, thiết kế có nút Home, cảm biến vân tay Top ID, mặt kính và khung nhôm chắc chắn. Nhiều khả năng iPhone 9 sẽ thay thế iPhone 8, và có thể Apple sẽ có công bố gây sốc khi iPhone 9 có giá thấp hơn hẳn iPhone 8, nhưng lại có cấu hình mạnh mẽ hơn iPhone 8 hiện có giá khoảng 449 đô la Mỹ và mẫu iPhone giá rẻ có giá chỉ khoảng 399 đô la Mỹ. iPhone 9 giá rẻ sẽ có bản màu xám tiêu chuẩn, màu bạc và có thể có các bản màu sặc sơ nữa. Máy gồm hai phiên bản bộ nhớ trong 64 GB và 128 GB.